uống nào ạ? À? Dạ. Em mới xuống tới thầy luôn, mới có buổi sáng luôn. Chắc phải đi qua bên Cần Thơ rồi qua đây hả? Dạ không, em. Dì ơi 60 ngàn dì ơi. Đó, quý vị các bạn thân mến, mỗi lần về Cao Lãnh là mình lần nào cũng vậy, phải ghé, lúc nào cũng phải ghé cái chỗ cái quầy này. Có đúng một cái thớt thôi. Đó. Cái quầy này là mình xem ra nha. Đây là cái quầy mà bán cơm cháy ngon nhất. Nhìn nó giống cơm cháy nhưng mà phải cơm cháy. Hôm bữa mình nhìn cái này mình tưởng cơm cháy quá là da heo. Đó, đây em xin phép nha. Rồi. Đây để Bill ăn đi. Không. Đây, đó, làm một miếng nè, ăn một miếng cho bà con mình xem luôn nè nha. Đó. Rồi từ từ nghe cho chặt. Heo quay thì nhiều chỗ bán lắm nhưng mà riêng mà cái chỗ mà mình thấy ấn tượng, một trong những chỗ mình thấy ấn tượng nhất mỗi lần về đây, đây là cái chỗ này. Tại vì mấy cái miếng da nè, đó mọi người nhìn thấy nè. Rồi, da ha. Ôi ơi. Và da đâu ra nhiều quá người ta. Lột không biết, lột da không biết như con heo luôn á. 1 ngàn, da. Hả? 400 gram. Da heo mình quay, mình lấy da mình quay đi. Dạ, cầm miếng lớn hả? Chặt ra luôn con. Nó có bao tay chứ không, cầm lên tao chửi á. Rồi cho em mượn cái bao tay em cầm lên nhỏ chụp tấm hình nè. Chị tên gì hả? Lai, quên hoài. Chị Lai. Lê Lai. Lê Lai, chứ phải Lê Lai nha. Lê Lai, chứ phải Lê Lai nha. Lê Lai, Lê Lai Quyền nha. Ừ. Có ăn da không? Ồ, ở đây có nhiều người làm mua thịt không mua da hả? Rồi trả cô 51 ngàn cho con. Rồi nhìn cái da nó nổ này đã chưa? Trời ơi, cháu luôn nè. Chết luôn. Rồi bánh tráng da heo nha, da heo giòn nha. Không quên lộn. Bánh mì heo quay với lộn, bánh mì heo quay. 15 ngàn đi con. Bánh mì heo quay da, da giòn. Ăn không cô làm chỗ. Hồi xưa giờ ăn bánh mì heo quay là bình thường. Dạ. Cho em ổ đi. Ổ mà da nhiều thịt ít. Tí. Ấy ra giùm cô đi con. Rồi, chào anh, cô lớp viên nha. Chào em luôn, rồi bánh mì cô Lai, Cao Lãnh nha. Về chào Cao Lãnh là mọi người. Cái về rất là dễ thương. Bún bò Huế, hương Huế đó. À, bún bò Huế hả? Hương Huế đó. Là ai? Là chị dâu của mình. À, của chị người Huế hả? Ừ. Ồ, mình người Huế. Ồ, người Huế. Ừ. Wow. Em đâu? Em ở đâu? Dạ, em mẹ em người Huế, ba em người Nam. Ừ, hả? Dạ, Huế Phú Vang đó. Phú Vang hả? Trời ơi, ngon, hấp dẫn quá. Có kỹ. Làm xong mà chịu nổi rồi. Chưa một lần về thăm Huế. Chưa một lần đà báo lần đến với Huế mong mơ. Tuổi ốm ập một tình yêu diều ngọt. Vẻ đẹp Huế chăng báo. Anh ba ơi, anh ba cua rồi, anh ba ơi. Chị chặn hai ổ đi. Vô ổ, vô. Chị tặng cho ăn kệ trời em. Thôi, cho em ít thịt thôi. Không. Ăn thịt cho nó giòn. Con này ổ nữa này, nãy giờ nó nhìn nó chịu nổi rồi nè. Cũng chịu nổi rồi. Con của mình ở Sài Gòn, nó cũng đi làm bên tư liệu á. Bên... Vậy hả? Con mình nó ở Sài Gòn. À, vậy hả? Nó làm bên... Nhưng mà sao mà chị về, cơ duyên như nào mà đưa chị về đây vậy? Nguyên ha, Nguyên. Nói chung là hồi đó, năm 78, khổ quá đi vô miền Nam này. À, là vô miền Nam là từ năm 78 luôn? Gia đình luôn. Ủa, có ớt không? Cho miếng ớt chứ. Ớt. À. Ở đây đâu có ớt hả? Ớt hả? Chết rồi. Thôi bây giờ phải đứng tận hưởng ngay cái ổ mì này liền. Xong rồi đi bán nước mát Sài Gòn tiếp. Hôm nay về đây bán nước mát Sài Gòn. Mỗi mình về đây 3 lần, lần nào phải ghé đây. Ừ, em tìm lần nào em ghé. Đó. Đây, đưa chị bỏ vô cho anh. Ơi. Anh này hả? Có lời mềm. Tên gì kìa? Kén lò mò. Rồi. Rồi, ít quá. Em nữa hả? Rồi, bán ổ mì nhỏ xíu thì vui vậy. Anh em tên gì kìa? Anh Phúc Điền. Vũ Điền. Vũ Điền hả? Dạ. Rồi, cảm ơn. Nickname là Colorman. Colorman.
có một cái hớt này. Nhưng mà chị quay quay này đâu, quay nhà. Quay em của chị quay. À em của chị quay về bán hộ. Mình bận cá thì công em hiểu không? À hiểu. Mà sao da đâu nhiều dữ vậy, lột lột bao nhiêu con nữa? Không có, cái này là mình lấy da riêng. À lấy da riêng để đúng quay rồi, luôn. Chứ không có lột được đúng. Ủa vậy là người ta còn vậy da ta bán gì? Da bán 300 ngàn ký. À, cái heo bán 300 ngàn ký là mình mua rồi. Riêng rồi mình quay. Ừ. Rồi có người ta có tới đây người ta mua cái da không không? Mua dữ lắm chứ. Ủa vậy hả? Ừ. Là chị nếu mà chị bán da heo quay bán bao nhiêu ký? 300. 300. Ừ, thịt thì cũng 300. Ừ. Mà tăng da nhiều hơn. Không, thịt là 300 luôn. Ừ. Thịt cũng 300 mà da cũng 300 luôn. Ừ. Mà người ta mua da nhiều hơn. Đúng rồi. Ừ. Thịt ngon lắm nha, thịt thơm phức luôn. Là con mua cái đó là đỏ luôn. Ăn đi, không gì. Đó, ngon ghê chưa? Cứ theo đúng chỗ này rồi không cần nhìn thấy mặt anh luôn. Đó, khán giả là thích nhìn cái cảnh này lắm, là ngon lắm. Như bên Mỹ, bên nước ngoài chắc chưa chắc. Ờ, tại vì đây tôi cũng có mua. À, nước ngoài vậy đi mua luôn. Đó. Còn quý vị bạn thân mến nha. Ủa, mà ổn mì thì bán nhiêu? Ổn mì thì bán 20, 15 gì, ta mua 15, bán 15, 20. Không, mà riêng ổ em nè, ổ bên này có 15 ngàn à, trời. Ừ. 15, 20 à. 15, 20 hả? Ừ. Tùy theo dân vậy. Tùy theo ta ăn, ta thích ăn 15 thì mình bán 15. Ừ. Không. Sao vậy? Không. Trời. Chị không có lấy. Ăn đi, trời ơi. Ủa, không. Đã chị nói không là không. Tại sao chị không lấy tiền? Chị không lấy tiền. Mà bán mắm cuốc có kêu không vô kìa. Kìa bà nào bán kìa. Bà bán rút kìa không vô cho mình. Rồi vô liền, vô liền. Vô liền, vô đi. Thôi ăn đi em. Vậy hả? Ừ. Bà biết mình khổ cho mình ăn không? Ăn. Không, vậy không hả? Khổ. Không có khổ mà chờ thích cho vậy hả? Thích cho vậy đó. Súp và ngon. Thôi bây giờ mà bà con quán mình đi vô, lạng vô trong chợ chứ chứ. Vô coi chợ, qua chợ cái con bắp bánh rút, con không biết. Ủa bánh rút ở đâu chị hả chị này? Mắm ruốc nằm đâu vậy? Trời ơi, vậy ông dân kia vô mắm ruốc hả? Dạ, cái chợ có lạnh dễ thương lắm nha bà con. Mình nó bán, bà con nó bán ra ngoài luôn, bán bên trong luôn. Ở, ở đây kế bên là có cái giò chả bên đây, ngon quá. Đây là giò chả Ngọc Thanh. Có nem, có nem này, nem ở Đồng Tháp bà con biết là nổi tiếng với nem Lai Dung đúng không? Đây. Chả này, giò chả này, nổi tiếng nè. Chả lụa Ngọc Thanh. Đây là của sản phẩm của Cao Lãnh luôn á hả? Ồ. Ở nhà làm luôn hả? Không. Một ký anh bán nhiêu đây? 200 ký hả? Ồ. Chắc là mình làm cũng lâu đời lắm rồi ha. Sáng nay trời mưa. Dạ thôi, một lần nữa thì một cái video ngắn ngắn thôi nha, gửi lời cảm ơn chị Lài. Lần nào tới đây cũng ăn 3-4 lần. Ăn 3-4 lần luôn mà chưa có lần nào là quay hết. Bữa mình hứa mình sẽ về đây mình quay một lần, cuối cùng mình giờ mới có dịp về quay. Trước mình nhớ đây có bán cái gì nữa nè. Ở đây có quầy bán gì ở đây nè. Vậy xưa bán đồ ăn bán gì ở đây nè đúng không? Mình nhớ bữa có bán. À, có cái xe luôn nè. Súp bò. Một chút xíu kỷ niệm nha chị Lài ơi. Em chào chị Lài nha. À, xin chào tạm biệt quý khán giả nha, có về Cao Lãnh nhớ đừng quên bánh mì da heo. Chụp em những cái coi, trời em thấy anh lâu lắm rồi đó. Ủa vậy hả? Không giờ có nói lại em tí thôi. Vô luôn. Trời ơi trời. Anh xuống đây bên chương trình ở đâu à? Ủa, đi giới thiệu nước mát Sài Gòn. Đăng lên nha. Đăng lên chứ.